Và đối với bài này thì thực sự nếu như mà các bạn chú ý một tí thì không hề khó. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái bài này. New một cái project mới đi. Nhớ chọn vô control và chọn C nha. Các bạn mà chọn C cộng á là tí nữa nó sẽ báo lỗi về hàm chưa khai báo. Chú ý chỗ này này giúp thầy. Và số chỗ này là com 108 00123. Ôn tập. Rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ tạo trong ổ C com 108 đi. Mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa là ôn tập. Lưu. Ctrl S và dán lại cái này luôn. Như vậy cấu trúc của chúng ta đây là cái cơ bản đầu tiên. Đấy. com 108 00123 tên ôn tập và file cũng ôn tập, mình nhìn ở đây nó rất là dễ. Tại vì khi mà các bạn lưu cái file này nè là main.c mà 10 project của các bạn đều main.c, cuối cùng bạn không biết cái main nào vô main nào cả. Còn nếu mà bạn ghi cụ thể như thế này thì giả sử như lớp 1 bài 1 bài 2 bài 3 bài 4, mình nhìn vô một cái mình thấy đây là bài gì, biết liền. Một cái tên thôi. Nó cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ hai, nội dung bài của chúng ta. Nội dung bài của chúng ta ở đây. Chúng ta có 3 bài. Thì bài thứ nhất nhập vào một số, kiểm tra có chia hết cho 2 và cho 5 hay không. Có một số bạn không biết bắt đầu từ đâu. Vậy bắt đầu từ một cái project như thế này dễ hay khó? Mà tại sao các bạn mở DeepSeek lên các bạn còn không biết tạo project cho mình? Mà cứ mở DeepSeek lên ngồi nhìn. Vài cái click chuột thôi các bạn. Vài cái click chuột thôi. Và nếu như bạn đã từng xem lại video và chắc cũng chục video của thầy nói về vấn đề này rồi thì không lý gì không làm được cả. Và thầy tin các bạn còn giỏi hơn thế. Chứ không phải chỉ đơn giản tạo cái project mà cũng ngồi đó nhìn. Tiếp theo, bài 1 thì các bạn chỉ cần void bài 1 cho thầy, còn tại sao void bỏ qua. Đến khi nào mà chúng ta học về hàm, chúng ta sẽ nghiên cứu về nó. Còn tại thời điểm này chúng ta chỉ gom code lại những cái code nào thuộc về bài 1 chúng ta bỏ vô trong cái cặp dấu ngoặc nhọn này giúp thầy hết. Chỉ cần đến đó thôi, không cần hiểu. Làm được không? Gõ vô void bài 1 mở đóng ngoặc tròn, mở đóng ngoặc nhọn, gõ được không? Hello các bạn B3 456 được không? Được. Bạn A 43 được không em? Hello được không? Được không, trả lời giúp thầy. Được đúng không? À, vậy thôi, nãy giờ sao mình ngồi mình nhìn vậy là mình bị đang vướng cái gì ha? Chú ý giùm thầy. Rồi trong bài này người ta yêu cầu mình nhập một số thì số đó là kiểu gì cũng được, nhưng mình nói là chia hết cho 2 và cho 5 thì thường số đó là số nguyên. Vậy mình khai báo chỗ này là int a là số nguyên. Bây giờ số này được nhập từ bàn phím, vậy lúc này chúng ta sẽ thông báo cho người ta nhập vào một số hai chấm cách ra. Và cái lệnh của chúng ta nhập là scanf và đây là kiểu số nguyên. Cho nên chúng ta định kiểu là gì? Phần trăm d phẩy
Gì nữa nào? Hello em. Đúng rồi, 3 năm. Mình gõ gì ở đây tiếp? Gõ gì chỗ này tiếp? Vậy lúc nãy giờ em làm gì? Lúc mà thầy đang giảng đoạn này em đang làm gì dưới? Hả? Tạo file. Ồ. Thời gian mình về nhà mình mở cái máy ra, mình mở DeepSeek lên được mấy phút? Được 1 phút không? Chắc không có đúng không? Về nhà mở máy lên, mở DeepSeek lên được 1 phút không? Đừng kể cái thời gian copy paste nha. Kể cái thời gian là mình mở lên để mình ngồi mình tự gõ đó. Được 1 phút không? Chưa được đúng không? Rồi, cố gắng hơn giúp thầy. Mỗi lần ít nhất 30 phút giúp thầy tự gõ. Còn nếu mà copy paste nguyên ngày cũng đừng tính. Nhé. Copy paste mà 24 tiếng cũng đừng tính. À, rồi ok. Chỗ này chúng ta sẽ gõ gì các bạn? Đây là kiểu nguyên cho nên và A. Chúng ta đưa cái địa chỉ của A vô. Đến đây chưa có gì để khó cả, cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tất cả các bạn đều giỏi. Chỉ có bạn siêng và bạn chưa siêng thôi. Chứ đến đây đã có gì suy nghĩ đâu. Chưa có gì mà vận dụng đến một chút trí não nào hết. Cho nên các bạn phải tin vào bản thân mình là mình làm còn hơn thế. Nhá. Rồi tiếp tục xuống đây nè. Nếu mình kiểm tra cái A này chia hết cho 2, mà làm sao mình biết chia hết? A phần trăm 2 bằng 0. Đây là chia hết cho 2. Và người ta nói là kiểm tra vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. Vừa tức là gì? Và. Vừa chia hết cho cái này, vừa chia hết cho cái kia. Mà và, chúng ta đã học cấu trúc rồi, dùng cái gì để và? Hai dấu và. Đấy. Nếu như các bạn chưa bao giờ học thì các bạn sẽ không nhớ. Mà không nhớ sẽ không biết phải làm gì. Còn nếu các bạn đã từng nhìn qua, từng xem qua thì chắc chắn các bạn biết. Trình độ các bạn còn cao hơn thế, làm được nhiều thứ hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là thế. Cố gắng lên. A chia hết cho 5 có bằng 0 hay không? Nếu đúng như vậy thì chúng ta mở đóng ngoặc xuống này, chúng ta sẽ kết luận gì? Kết luận thì in ra số phần trăm D. Còn nếu mà mình ghi số A thì bình thường. Nhưng mình muốn biết số A đó là số mấy. Chia hết cho 2 và 5. Hoặc là mình ghi vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. Chỗ này chúng ta phẩy một cái. A. Cấu trúc khá là đơn giản. Và chú ý là đây mở ngoặc, đóng ngoặc. Khi mà các bạn gõ mở ngoặc thì tự động nó đóng ngoặc. Vui lòng đừng có xóa nó giùm thầy. Có nhiều bạn tự nhiên xóa mất tiêu. Nó đã tự tạo ra cho mình. Rồi xong đó mình xóa đi, mình viết tiếp cái lệnh tiếp theo. Tại sao phải xóa? Nó đã tạo cấu trúc cho mình rồi mà. Thì cứ thế mình viết vô bên trong thôi. Tại sao xóa đi, tí nữa nó lỗi cấu trúc. Rồi, đây là cái lệnh của mình. Và nhớ, đây là cha. Và con thì lui vô một tab giùm thầy. If là con của bài 1. Print là con của if. Lui vô một tab giùm thầy. Và đây mở, thì đây đóng. Nó có cấu trúc. Và chỗ này chúng ta sẽ có L mở ra một cái. Nó tự đóng. Và mình chỉ có việc enter xuống và mình viết tiếp. Đơn giản copy cái này ra. Số này 0
chia hết cho 2 và 5. Xong bài 1. Nhìn lại giúp thầy bài 1 tự viết lại được không? Hello. A. A B chứ. B 3. Được không? Được ha. Mấy em với ai nữa nhìn được không? Cứ tự tin lên. Ok. 3 4 3 5 3 6 cố gắng. 4 3 cố gắng. Tiếp tục bài 2. Bài 2. Mở ngoặc. Chỗ này chúng ta nhập vô điểm. Điểm kiểu gì? Kiểu plot. Điểm toán, mình ghi chữ toán. Chấm phẩy. Và cũng cho người ta thông báo. Nhập điểm toán. Cách ra. Chấm phẩy một cái. Scan. Nháy kép. Phần trăm gì ta? A 43. Phần trăm gì em ơi? 43. Hello, thầy đang gọi em á. Ừ. Phần trăm gì? Phần trăm. Kiểu này là float, phần trăm gì? Hả? Phần trăm D là mình nhập cho kỹ dữ liệu gì? Kỹ gì nào? À, cái này thầy không thể dạy được. Các bạn phải tự học thôi. Bởi vì nó có mấy kiểu các bạn. Thành ra nó thầy ơi, thầy dạy dở quá, em không hiểu. Xin lỗi các bạn, chỗ này không cần hiểu. Chỉ cần học. Được chưa? Cho nên là ở chỗ này là mình không có gọi là hiểu chỗ này. Các bạn phải học thôi. Mình chỉ có mấy cái mình đang học nè. Thứ nhất kiểu nguyên là phần trăm. D. Kiểu float. F. Kiểu string. S. Và kiểu character phần trăm C. Thì phần đó mình chưa ứng dụng nhiều. Chỉ có phần trăm S thôi. Vậy chỗ này plot là phần trăm. F. Phải gì nữa nào? Và gì? B36. Alo, B36 nè. Bây giờ bạn có quá bận không? Rồi, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đã có điểm toán rồi. Và bây giờ người ta sẽ kiểm tra nè. Nếu điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 10 thì kiểm tra tiếp. Còn không thì phải trả lời là nhập sai điểm. Vậy chỗ này chúng ta sẽ ít điểm toán nằm trong khoảng từ 0 đến 10 thì toán phải làm sao? Ví dụ như 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, vậy toán phải làm sao? À, toán phải lớn hơn bằng 0. Gì nữa? Và toán bé hơn bằng 10. Đây là điểm đúng hay điểm sai? Điểm đúng. Ok. Vậy điểm đúng tí nữa mình viết tiếp. Còn không, điểm sai thì sao? À, mình sẽ ghi là bạn đã nhập điểm sai. Đề yêu cầu thế, mình chỉ cần ghi thế là đủ. Nếu như điểm đã đúng rồi thì chúng ta làm gì? Nếu như bây giờ điểm đúng rồi thì chỗ này kiểm tra điểm lớn hơn bằng 5.
Nếu lớn hơn bằng 5 thì đậu. Đây, xuống đây, điểm chỗ này lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 10. Đúng, thì vô đây chúng ta kiểm tra. Nếu toán lớn hơn bằng 5 thì làm gì? Thì thông báo đậu. Mình xuống dòng đi, để tí nữa lỡ mình đâu có dính xuống dòng thì nó không hay. Mấy cái câu thông báo này mình nên xuống dòng đi các bạn. Rồi. Còn không là của cái điểm toán lớn hơn bằng 5 mà không phải lớn hơn bằng 5 thì còn không chỗ này. Khi bạn click chuột vô, bạn sẽ thấy nó đóng ở đâu là mình biết là nó thuộc cái lệnh if nào. Chỗ này tap vô giúp thầy. Green rớt xịt n chấm phẩy. Mình đã viết xong bài 1, bài 2. Mình F9 cho em có lỗi gì không? Thầy đang viết với cấu trúc là C, cho nên phía trên này thầy không cần viết gì thêm, nó vẫn không có lỗi. Còn nếu như bạn viết theo dạng của C cộng mà trên này mình không khai báo bài 1, nó sẽ báo là bài 1 chưa được định nghĩa, nó không chạy. Rồi chỗ này mình gọi đây bài 1 mở đóng ngoặc hết chấm phẩy. Và mình sẽ F11 nhập vào một số, ví dụ số 6. Số 6 không chia hết cho 2 và 5. Mình chạy lại, mình nhập vô số 10. Số 10 chia hết cho 2 và 5. Tương tự như vậy, các bạn chạy bài 2. Bài 2, mình nhập điểm toán âm 1, nhập điểm sai. Nhập điểm toán vào 11, nhập điểm sai. Nhập vào 4 điểm rớt. Nhập vào 8 điểm đậu. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài menu. Bài menu là bài 3 đi. Còn không mình làm menu ở trên này cũng được, tùy mình muốn làm ở đâu cũng được cả. Vậy bài menu của chúng ta, Bài 3 hay mình muốn đặt cái tên là menu tùy mình. Vậy để có được cái menu thì trước tiên chúng ta sẽ print là nếu như số 1 là chọn bài 1 của chúng ta. Bài 1 nếu cần thì bạn ghi cụ thể ra bài 1 là bài gì. Print. Nếu chọn số 2 là bài 2. Bạn muốn ghi bài 2 là bài gì? Bài 1 của chúng ta là chia hết đi. Chúng ta ghi cho nó dễ hiểu. Chia hết cho 2 và 5. Bài 2 là điểm đậu rớt. Xuống dòng chúng ta sẽ in ra câu chọn bài tập. Rồi chỗ này mình muốn chọn bài tập, chọn cái gì thì các bạn phải khai báo một cái biến chọn ở đây, để tí nữa mình lưu lại cái vị trí mà người ta chọn là cái gì. Mình chọn scan f phần trăm d phẩy và chọn chấm phẩy. Và ở đây chúng ta muốn chọn bài 1, bài 2, bài 3, bạn có thể dùng if, bạn có thể dùng ck. Và mình nên chọn
CK, đúng rồi. Ở đây mình sẽ chọn CK. Xích cái gì? Xích chọn. Mở ngoặc nhọn, tự động nó đóng. Tự động nó đóng. Và các bạn nhìn cấu trúc tab ra tab vô rõ ràng giúp thầy. Chỗ này key 1 2 chấm enter xuống dòng, nó tự động nó tab vô trong nha. Mà các bạn viết làm sao mà nó thẳng một hàng thì không biết. Nó đang tự động nó tab vô rồi nè. Thì mình cứ vậy mình làm thôi. Mình chọn ở đây bài 1. Nếu chọn số 1, bạn chọn bài 1. Rồi gõ gì nữa ta? Gõ lệnh gì ở đây? À, phải press ha. Nếu mình không có. Rồi chỗ này nè. Khi mình enter xuống đây, nếu như các bạn gõ K2 hai chấm, nó không lùi lại nhiệm vụ của mình. Bấm xóa một cái cho nó lùi lại phía sau. Enter. Bài 2 chấm phẩy, lùi lại một cái. Gõ gì? Default. Hai chấm xuống dòng, xuất ra câu thông báo. Chỗ này là người ta không chọn một cũng chẳng chọn hai, thì mình phải thông báo là bạn chọn chức năng một hoặc hai, không có chức năng khác. Bạn chọn chức năng một hay hai. Được không? Rồi, ok. Như vậy là mình đã xong cái phần menu. Nếu như muốn lặp lại thì mình sẽ lặp lại, còn không thì thôi. Như vậy chỗ này chúng ta gọi bài 3. Trước tiên là chưa lặp lại nhé. Đơn giản là chưa lặp lại. Bài 3, chúng ta chọn 1. Nó ra bài nhập số. Ví dụ như 10, ví dụ như là 10, 15. Hết. Bởi vì mình chỉ có một bài mà, mình đã lặp lại đâu. Chọn bài 2, nhập điểm toán 7, đậu. Và chỗ này nếu như các bạn muốn lặp lại thì làm gì nữa? À, chỗ này why hay do why? Nên do why. Nên do why nhé. À, làm trước rồi mới kiểm tra. Chỗ này mình sẽ có trả lời. Character, trả lời một ký tự. Xuống đây chúng ta sẽ có do. Mở ngoặc, enter, đưa bài 3 vô trong. Why. Why cái gì? Ở đây mình sẽ đưa ra câu thông báo. Phần này bạn nào làm được là mình mở rộng thêm. Bạn tiếp tục không? Mở ngoặc. Có. Không. Chấm hỏi. Và chúng ta dùng lệnh scan phần trăm s, tại vì mình đang dùng ở dạng chuỗi, phải trả lời. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm so sánh chuỗi, so sánh chuỗi strcmb compare. Cái chuỗi trả lời này với chữ C. Nếu như hai chuỗi này mà giống nhau thì nó trả về kết quả là 0. Và mình so sánh với 0 nếu đúng.
thì làm lại bài 3. Để chạy được cái lệnh này thì chúng ta khai báo thêm một cái thư viện là gì? Thêm thư viện là string.h F9 không lỗi chạy. Chúng ta chọn bài 1, enter, nhập vào một số, ví dụ số 10. Số 10 chia hết cho 2 và 5, tiếp tục không. Có, enter, bài 2, nhập điểm toán, 8, đậu, tiếp tục không, có. Bài 2, nhập điểm toán 11, bạn đã nhập điểm sai, không. Kết thúc. Được chưa? Chỗ này nếu mà mình nhập xe hoa thì sao nhỉ? Xe hoa nó vẫn thoát như thường. Vậy chỗ này mình thêm điều kiện nữa. Hoặc là xe thường, hoặc là xe hoa đều quay lại. Hoặc xe thường cũng được, hoặc xe hoa cũng được, đều quay lại cả. Như vậy ở chỗ này chúng ta đã hoàn thiện bài tập của mình. Thầy chỉ cần các bạn làm được bài 1, làm được bài 2 là ổn. Bài 3 là menu chúng ta mới học. Bây giờ mình ôn tập lại. Bài 3 là gọi cái này. Như vậy bạn nào làm hoàn thiện hết 4, đây coi như là một bài nữa, thì các bạn cho thầy chữ A. Bạn nào làm được bài 1, chỉ mới bài 1 thôi, là chữ gì? Thôi để vậy đi cho nó dễ. Làm được bài 1 cho số 1. Làm được bài 1, bài 2, số 2. Làm được bài mini thứ này cho số 3. Làm được luôn cái phần này cho số 4. Còn không làm được gì số mấy? Số 0. Rồi tự nhận xét về mình và gõ cho thầy một con số giúp thầy. Copy cái thông tin của các bạn rồi gõ vô con số.